chào hai bạn. Wow, đôi trẻ ngày hôm nay nhìn tông xuyệt tông quá. Đôi trẻ mình đã quen biết nhau được bao lâu rồi? Bọn em quen biết nhau cũng được 3 tháng thôi nhỉ? À, vài tháng vài rồi đấy tháng, dạ. Đủ thân thiết để hỗ trợ cùng với nhau, dạ. Nhưng mà đến với chương trình này không chỉ là riêng về tài năng thôi, sở trường đâu, mà còn là trực giác, trực quan của mình nữa, dạ. Em cũng có giác quan thứ 6 đấy. Vừa rồi là em là giác quan thứ 6 là em bị cuồng chân. Mỗi lần mà cuồng chân là có gì nè? Hôm nay giác quan thứ 6 của em là em linh cảm là ban cố vấn sẽ cố vấn cho bọn em được chiến thắng. Bởi vì là ban cố vấn cũ là bị ra đảo, bởi vì cố vấn toàn thua rồi. Em nghĩ là sẽ cố vấn cho bọn em chiến thắng hôm nay. À, đấy, linh cảm. Là mỗi lần có linh cảm tốt á, là ảnh hay bị cuồng chân, dạ. Còn Lục Huy? Em thì linh cảm của em hay lắm. Em là có một cái thế lực siêu nhiên nào đấy nó tác động đến em. Ghê vậy, tâm linh quá vậy. Có những cái biểu hiện rất là lạ thường, ví dụ như là được. Mỗi lần mà em có được cái giác quan là em thật. Trời, ghê vậy. Em ngứa mắt hả? Ngứa mắt á, hay là CPU bị rồi lỏng RAM lỏng phải nhớ. Hay là em biết là sẽ có một cái điều gì mách bảo cho em trả lời đúng được câu hỏi đấy. Thì đó là em sẽ cứ bao giờ là em như này là em đúng đấy. Như vậy thì cái trực giác này có giúp Hải Nam trong công việc của mình nhiều hay không? Dạ, trực giác của em thì cũng giúp đỡ em một vài phần trong công việc. À, nó sẽ giúp em phán đoán được là cái này có ích cho công việc của mình hay không. À, bữa nay em đoán rồi, với cái sự sánh thiện mà tinh khí cái tinh khôi của ban bình luận á, bữa nay họ có giúp em hay không? Có chị nhỉ? Có. Chắc có chắn nhỉ? Có. Lục Huy nè, dạ. Như là nhận định của anh thì nhan sắc nó sẽ quyết định đến cái sự trực giác. Như những người nào mà nhan sắc thấp trung bình giống như là MC đi, thì cái sẽ tỷ lệ thuận với trực giác nó cũng sẽ rất là thấp. Còn như là hai bạn đi, nhan sắc rất là đỉnh thì không biết là trực giác nó có chính xác hay không. Em nghĩ là cái đấy nó cũng hên xui lắm anh ạ, làm sao mà nói thế được. Nhiều khi tất cả mọi người đấy, mỗi người đều có một cái trực giác khác nhau mà. Thì em nghĩ là em cũng sẽ tin vào trực giác của mọi người thôi. Số đông nhiều khi là sẽ chiếm lợi thế hơn. Còn bạn nghĩ ngoại hình có quyết định đến trực giác không? Em nghĩ là ngoại hình không quyết định đến trực giác. Vậy hả? Dạ vâng. Em nghĩ là độ nhanh nhạy của anh Hiếu Tín và độ đáng yêu của chị Lê Lộc thì cái trực giác nó sẽ còn mạnh hơn cả bọn em. Đúng rồi. Và ngày hôm nay sẽ đưa bọn em đến chiến thắng. Dạ vâng, phải chiến thắng mọi người nhá, không lại ra đảo tiếp đấy. Người mẫu nói chuyện hay, người mẫu. Hai đứa phải tin chị chứ. Em tin chị. Tin chị nha. Cái nét diễn sâu sắc quá. Tin chị nhiều lắm chị à. Trời ơi, diễn kìa. Lấy lắm nè. Thì theo em nghĩ coi thì cái trực giác nó liên quan tới ngoại hình và nhan sắc không? Em có cái trực giác rất là hay. Bởi vì em thường hay nằm mơ nha. Mà những giấc mơ nó ấn tượng á, là tự nhiên một thời gian sau em lại thấy nó ở ngoài đời nha. Mấy em nhớ nha, khi nào mà chị nói ý cái này chị thấy trong mơ rồi là mấy em phải tin chị. Mà chính xác nha. Khi mà chị nói thấy một cái là mấy số sau nó ra. Đúng cái lời đọc nói nãy luôn. Mấy số tuần sau nữa. Anh sao vậy? Mình bình luận chứ không có bình loạn anh. À quên. Hy vọng là trợ giá của bạn sẽ chính xác để hỗ trợ cho hai nghệ sĩ chúng tôi. Dạ. Rồi, cảm ơn ban bình luận rất nhiều. Và bây giờ xin mời hai trai đẹp chúng tôi về vị trí. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy đến với không gian dành cho hai thí sinh ngày hôm nay. Họ đang bước vào phòng thi. Bước vào phòng thi chúng ta phải có những bạn thi cùng với mình, đó chính là Lục Huy và Hải Nam. Bên cạnh đó sẽ là một bộ đề gồm 6 nhân vật bí ẩn và 5 ô số. Trong 5 ô số này đang ẩn chứa 5 giá trị tưởng thưởng khác nhau: 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Wow. Trong quá trình dự thi, các bạn được phép dùng phao. Và xin giới thiệu hai cái phao đang ngồi ở hàng ghế ban bình luận. Và có gì thắc mắc thì cứ hỏi họ, họ sẽ đưa ra những lời tư vấn dành cho các bạn nhé. Và lưu ý, trong 3 vòng thi đầu tiên, các bạn được quyền sử dụng 3 phương án để có thể trợ giúp cho mình. 1, đó chính là ngôi sao may mắn để nhân đôi số điểm thưởng. 2 là loại trừ 50%. Phương án thứ 3 đó chính là hỏi nhanh, đáp nhanh để mình có thể tìm hiểu thật là kỹ trong vòng 1 phút để khai thác thông tin những người chơi. Và trước mặt các bạn đó chính là 5 con số với 5 điều bí ẩn ở đằng sau. Không biết ô số nào sẽ sở hữu số tiền thưởng là bao nhiêu. 5 ô số bí ẩn cùng với 6 vị khách mời ngày hôm nay. Ai đây? Wow. 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 Quen lắm, là từ thời nhỏ là thấy rồi. Đây toàn là những nhân vật quen thuộc trong những cái bộ truyện tranh mà bọn em tranh thường phim hoạt hình ngày xưa. Chính xác. Lục Huy chắc là đọc truyện tranh nhiều đúng không Lục Huy? Vâng. Hải Nam đọc nhiều không? Dạ em đọc sương sương. Đâu đâu đi mình nhìn nhận sơ sơ sương sương nhẹ nhẹ qua 6 nhân vật này
các bạn đoán xem là họ có tính cách hay là ngoại hình ra sao? Số 1 là Luffy, Luffy. Trong One Piece. Với một gương mặt trẻ như vậy, đẹp như vậy, với một ngoại hình hóa trang vậy làm nghề gì? Em thấy cái tướng đứng rất là chắc. Em nghĩ cũng có thể là diễn viên hoặc là người mẫu. Nói về chắc là cái chị thủy thủ chị chắc nhất. Đúng, chị rất mỏi nhưng chị phải chắc. Nhân vật công lý ta phải chắc. Với nhân vật số 2, với bộ đồ rất quen thuộc này, chắc chắn là khỉ con Sugoku rồi, trong 7 viên hợp đồng. Nhìn anh này thì đúng là khá là giống với kiểu võ sĩ đúng không? Mà chẳng lẽ chương trình là làm dễ thế, lại để cho mặc đúng bộ đồ võ sĩ xong rồi lên đóng cái vai thế? Ai biết được, cuộc đời này đâu biết được chữ ngợ. Không bao giờ có chuyện đó. Rồi còn đến với nàng Sailor Moon, thủy thủ mặt trăng thì sao? Các bạn đoán xem, những người nào làm những công việc mà có thể giơ bàn tay suốt cả ngày mà không mỏi á? PC. PC, đúng rồi, peng. Hợp lý. Em nghĩ là giáo viên. Giáo viên hả? Ta viết bản nhiều quá, viết bản liên tục. Hợp lý. Mày phải khỏe, không mỏi. Đúng rồi. Với vị trí số 4. Lần đầu tiên mà em thấy nhân vật này luôn á. Em cũng lần đầu tiên đấy. Nhưng mà em nghĩ về cái thế cầm quạt này chắc là chuẩn bị tung lên múa một bài. Nghệ sĩ múa hả? Nghệ sĩ múa. Rồi còn anh chàng số 5 quá quen thuộc luôn. Vô diện. Đây là cái phong thái rất là quen thuộc và là huyền thoại luôn á. Một món đặc sản của vô diện luôn á. Bịt mặt này có thể là một người nào đó cũng nổi tiếng trên mạng xã hội chẳng hạn. Chắc phải giấu ấy. Hay che mặt, đúng, chính xác. Một nhân vật nổi tiếng, có thể là một thành viên của nhóm Unify hoặc là nhóm X-Pro. Đúng. Ôi dồi, tưởng tượng mà biết đâu sau đấy lại là Cody hay là Naruto. Còn nhân vật số 6 thì sao nào? Naruto. Đúng không anh? Naruto đó. Naruto. Mà cái gương mặt giống Kendrick, có thể anh này làm rapper. Em thì cũng đang nghĩ là ca sĩ hay gì đó. Tại vì cái trái cổ của anh bự quá. Em hát hoài mà sao nó không to lên hát chị? Chưa chắc là cái con bự rồi, em. Trái không? Dạ. Trái này thì nó sẽ làm dày rộng lên thôi. Nó trầm hơn. Anh hát một bài để em bè cho anh đó. Cứ hát đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Đó, thấy chưa? Rõ ràng người ta có trái cổ, mặc dù nó nhỏ, nó mỏng hơn thì cái giọng người ta sẽ cao. Và bây giờ, trước khi biết được những phần chia sẻ cụ thể hơn để chứng tỏ rằng nhan sắc có tỷ lệ thuận với trực giác của hai trai đẹp của chúng tôi ngày hôm nay hay không, xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang đến với vòng thứ nhất của giác quan thứ 6 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Trước khi chúng ta lựa chọn những ô điểm có được những số tiền thưởng tương ứng, chúng ta hãy lắng nghe lời chào của anh chàng số 1. Xin mời. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Một câu nói rất quen thuộc của nhân vật Luffy mà mỗi lần xem phim tôi đều nhớ tới. Và cũng bởi vì nhân vật này có những phần tính cách rất giống tôi ở ngoài đời. Một khi tôi đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn tôi sẽ phải làm được. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai nhá. Đó là lời chào đầu tiên. Còn bây giờ sẽ là nhân vật số 2. Hít thở 1 và 2 và 3. Bụng hớp, ngực nở, thẳng hai tay này ra. Cứ mỗi lần tập thể dục thì tôi phải bật cái bài này lên mới có thể vận động được. Ngộ ghê không? Ngộ thiệt. Cũng nhờ luyện tập thể dục thì tôi mới có cơ thể săn chắc như thế này. Tôi là một fan của Son Goku, hãy đoán xem tôi là ai. Dễ thương. Trời, nhờ tôi vậy đó mà tôi mạnh khỏe như vậy nè. Vậy cảm giác mạnh mẽ dễ sợ. Cảm giác không có cái cột mốc á. Nhờ tôi tập thể dục thường xuyên mới mạnh mẽ như thế này. Nhìn rất là đáng yêu luôn á. Chắc có thể ảnh là một huấn viên thể hình thì sao? Có vẻ hợp lý đấy. Người ta ít nói rồi người ta làm nhiều. Còn nhân vật số 3, xin mời thủy thủ mặt trăng. Tôi rất thích những điều diệu kỳ và phép màu. Vì vậy những cô nàng thủy thủ mặt trăng luôn là nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích. Tôi có niềm đam mê với phim hoạt hình, du lịch. Và đặc biệt là tôi rất yêu mèo. Vậy mọi người đón xem tôi là ai? Yêu mèo, thích du lịch, một cô nàng rất là năng động. Y chang thủy thủ mặt trăng. Bên cạnh đó thích sự biến hóa, cô nàng này có thể là một vlogger. Sau cái lời giới thiệu thì em đoán cô này làm make up. Đúng, hợp lý. Bởi vì nãy cô nói là cô yêu thích phép màu rồi đó. Đúng rồi. Mà make up là người ta sử dụng màu nhiều lắm. Bản màu ghê gớm. Đúng rồi. Chứ còn vlogger là người ta nói chuyện rành mạch lắm. Và bây giờ sẽ là lời chào đến từ nhân vật số 4. Bạn là nhân vật hoạt hình nào? Xin chào tất cả mọi người. Với bộ trang phục này, mọi người có biết đây là nhân vật gì không? Một nhân vật rất điển trai của Nhật Bản, Jin Toki. Còn tôi, hãy đoán xem tôi là ai nhé. Jin Toki. Jin Toki. Em ruột của Jin Tuấn Kiệt á. Em ruột của Jin Tuấn Kiệt á. Vậy hả? Ủa, tức là cũng làm ca sĩ. Nhờ nhiều khi ca sĩ. Có thể nha. Trời ơi, có thể đó. Còn nhân vật số 5 mới là khó nè. Vô diện ơi, lên tiếng đi. Tôi thích màu đen. Thích những điều huyền bí. Tôi nghĩ ngay đến nhân vật vô diện.
một nhân vật đặc trưng của Nhật Bản. Để thông tin bí mật hơn, tôi không bật mí đâu. Hãy đoán xem tôi là ai. Công nhận dễ đoán lắm luôn á. Bí ẩn mà bí ẩn ngay cả cái giọng nói nó rất là hợp với cái bộ trang phục này. Tông em lại càng khẳng định có thể người này là một người quen. Thay đổi giả giọng nói của mình luôn. Đúng. Đấy. Che mặt. Thay luôn giọng nói. Rất có thể. Khó đoán quá. Số 5 là khó đoán nhất đấy. Và bây giờ sẽ là lời chào đến từ anh chàng Naruto số 6. Tôi là fan hâm mộ của anime và những bộ phim có hoạt hình Nhật Bản. Tôi rất thích và yêu mến nhân vật Naruto bởi vì tôi thích tính cách của họ. Hãy đoán xem tôi là ai nhé. Nhìn giống như là kiểu làm IT hoặc là làm cái nghề gì liên quan đến đồ họa thiết kế. Em đầu nghĩ óc là... Đúng rồi. Phải nhìn đâu, nhìn vào màn hình nhiều mới bị cận nè. Đúng rồi. Đó chính là 6 lời chào của 6 nhân vật của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta hãy tập trung vào 5 con số. Hai bạn hãy chọn đi. Hôm nay mình có 2 người, mình chọn số 2 chứ đi. Chọn số 2. Cũng hợp lý. Như vậy các bạn ấy sẽ chọn số 2. Không biết đề bài sau số 2 sẽ là gì và số tiền bao nhiêu chúng ta chưa biết. Nhưng mà ban người luận hãy đoán xem sau số 2 đó là bao nhiêu tiền. Em nghĩ là 5 triệu. 5 triệu, còn Hữu Tính? Thì em cũng nghĩ vậy, thường vô cái ít khi vô số tiền lớn này. Với sự lựa chọn là số 2, hãy cho tôi biết được từ khóa là gì nào. Trình dược viên, đây chính là một nghề nghiệp đặc trưng dành cho những bạn đã học về ngành dược và sau đó đi tư vấn cho những nhà thuốc để họ có thể mua những sản phẩm đến từ công ty dược của mình. Phải có khả năng nói, phải nói giọng du dương giống như là anh số 1 hay chẳng hạn. Đó, là nói ngọt 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 là mấy cô như là Lê Lộc mua liền. Tiếp theo là phải có sự thông minh. Anh số 1 này nói năng lưu loát, em nghĩ là tư vấn ok. Ừ, đẹp trai nữa chứ. Em á thì em lại đoán là cái anh số 2 á. Ờ, tại sao? Cái giọng của anh số 2 mọi người nãy nghe rất là nhỏ nhẹ, ngọt ngào, dễ thương. Wow. Theo cái ngoại hình bên ngoài thì em đoán là anh số 2. Vòng này công nhận là khó thiệt, em nghĩ là cũng cần phải tìm một cái phương án nào đấy. Hải Nam và Lục Huy quyết định đi, có xài quyền ưu tiên hay không? Dùng không? Dùng. Dùng quyền ưu tiên đó là? Dùng quyền 50-50. Như vậy Lục Huy và Hải Nam đã lựa chọn quyền ưu tiên, đó chính là loại bỏ 50% số lượng nhân vật không phải là trình dược viên. Xin mời, 3 người không phải là trình dược viên sẽ ở vị trí số 1, 4 và 6. Như vậy là cả hai nhân vật 1, 6 của Hải Nam đều không phải là trình dược viên. Wow. 3 vị trí còn lại là số 2, số 3 và số 5. Một trong 3 bạn này sẽ là trình dược viên. Thấy chưa? Mà số 2 là gây được ấn tượng đối với Lê Lộc đấy. Nhưng mà Lê Lộc có thay đổi gì không Lê Lộc ơi? Không, em vẫn giữ số 2. Còn Hữu Tính thì sao nào? Em cũng nghĩ số 2 có nghĩa là mình nhìn có vẻ là sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng. Không ai để ý tới cô số 3 sao? Lúc đầu nếu mà nói là dược sĩ thì em nghĩ là có thể là cô số 3. Ừ. Vì nhìn rất là hợp, kiểu khéo léo, xong rồi tư vấn được cho khách hàng. Nhưng mà trình dược viên nó là một nghề khác. Đó là vừa marketing mà vừa là có khả năng bán thuốc nữa. Nhìn chị lại không có cảm giác đó nhiều lắm. Đúng rồi, cái này nói đừng buồn nha. Nghĩ là trình dược viên thường mấy người đó phải trắng kẻo một chút. Ủa thuốc mà, thuốc dược mà chứ phải là kem mà bán bôi thuốc da. Hay là gì, người ta ở trong mát mà, em để ý mà. Có nghĩa là mấy người bán thuốc thường trắng mà. Nhưng mà người ta đi bán là mấy tiệm thuốc ngoài đường không mà. Người ta đem bán trực tiếp luôn mà. Ừ, thôi chọn chắc là theo ban cố vấn đi. Mình chỉ nghĩ 2 hoặc 3 thôi. Thì số 3 mình đã nghĩ không phải thì chắc chắn số 2. Bà số 5 kệ bà. Lục Huy và Hải Nam hãy đưa ra quyết định của mình với vòng đầu tiên đây nào. Số 2. Số 2. Chốt nha. Chốt đáp án. Đáp án đã được chốt. Nào, giai đoạn thứ 6 hãy tiết lộ kết quả. Và trình dược viên là vị trí số... số 3. Số 3. Cô nàng thủy thủ mặt trăng của chúng ta mới chính là trình dược viên. Đó là nỗi buồn số 1 thôi. Bây giờ sẽ là nỗi buồn số 2 nè. Lập ra ô số 2 là bao nhiêu tiền nè. Mày quá. Bài bình luận hay quá. Đoán tiền thì hay lắm, đoán nhân vật sai chứ khó lắm tưởng vậy. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời chào đến từ nhân vật số 3, cô nàng trình dược viên. Chào em. Dạ em chào. Nãy giờ em đứng thế đó mỏi không? Dạ mỏi. Hèn chi anh thấy cái tay em từ vị trí cao nó thu dần về vị trí thấp. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên em xuất hiện trên sóng truyền hình hay sao?
đúng không? Dạ đúng rồi. Hèn chi có sự hồi hộp. Dạ. Mất bình tĩnh nhẹ nhẹ xíu. Nhưng mà đối với cái công việc này thì chúng tôi thật sự rất ấn tượng và khiến cho tất cả mọi người đều bị đánh lừa hết. Nào, giới thiệu thật là kỹ về mình đi nào. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Nữ Như Hiếu. Công việc của em hiện tại là trình duyệt viên. Thì nói kỹ hơn là em thì không phải là đi thông tin cho nhà thuốc, mà là em thông tin trực tiếp cho bác sĩ tại bệnh viện. Cho bác sĩ dạ, luôn rồi. Giống như là một cái sản phẩm của cái công ty. Người ta đưa ra những cái thông tin, những công dụng chỉ định và tác dụng phụ, những cái khuyến cáo. Thì em là người trực tiếp thông tin đến cho bác sĩ là sẽ kê toa như thế nào. Như vậy công việc này của em gặp những thuận lợi hay khó khăn ra sao? Thì hiện tại em cũng đang may mắn nên là em thấy nhiều thuận lợi hơn và khó khăn. Như vậy rất nhiều bác sĩ tin tưởng vào những dòng sản phẩm mà em giới thiệu. Bởi mình dễ thương mà. Mình ăn nói ngọt ngào nhẹ nhàng thì bác sĩ nào cũng phải nghe thôi. Em chỉ có mỗi cái nước da đen thôi. Cái này nói đừng buồn nha. Nghĩ là trình dược viên thường mấy người đó phải trắng trẻo một chút. Em chỉ có mỗi cái nước da đen thôi. Đó, ghim nhẹ cái vụ ngâm ngâm nha. Ồ, cái này với nước da ngâm là do bẩm sinh hay là do em đi làm nhiều quá em bị ngâm? Dạ cả hai. À cả hai luôn. Dạ. Tại vì là năm ngoái là em đi du lịch xuyên hết một năm luôn nên là em thích, có sở thích là phơi da ngoài đường. Vậy đó, đi du lịch là tạm dừng công việc lại hả? Dạ. Dừng cái một năm luôn hả? Trời, đi hết nguyên một năm luôn. Tại là trước đây em dành thời gian để học. Nhưng mà thời gian học của em là 9 năm. Và vừa học vừa làm luôn nên là em không có thời gian để đi chơi nên là em để dành ra một năm để em đi. Tự thưởng cho mình đúng không? Dạ. Chúc mừng bạn đã đánh lừa được thị giác của tất cả ban bình luận và người chơi. Nhưng mà tiếc quá, nhân vật nữ xinh đẹp duyên dáng duy nhất ngày hôm nay đã phải ra về, đó chính là Như Hiếu. Tạm biệt bạn, cảm ơn Như Hiếu rất nhiều.